Đây chính là cái hệ thống kính hiển vi để dùng quan sát cái tổ chức tế vi của cái mẫu thép mà chúng ta vừa làm. Thì đây là loại kính hiển vi của hãng KZ. Tên của nó là Azio Imager A2M. Đấy, đây là của hãng kính hiển vi của một cái hãng rất là nổi tiếng của Đức. Thì cấu tạo của kính hiển vi thì bao giờ nó cũng có hệ thống hệ quang học. Thì ở đây chúng ta sẽ có là cái kính này, tại vì chúng ta để mắt vào chúng ta quan sát cái hình ảnh của cái mẫu thép, do vậy là cái kính này người ta gọi là kính mắt. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có hệ thống các kính vật. Tại sao gọi là kính vật? Tại vì cái kính này sẽ để gần vật và chúng ta sẽ quan sát trực tiếp vật đặt ở đây, và chúng ta sẽ quan sát cái hình ảnh. Thì ở đây đối với từng loại kính thì nó sẽ có độ phóng đại khác nhau. Ví dụ ở đây các em chỉ thấy là các bạn thấy rằng là cái độ phóng đại của kính này là 50 nhân, tức là cái kính vật chúng ta phóng đại là 50 lần, kết hợp với cái kính mắt chúng ta đây này, kính mắt chúng ta này đây, phóng đại chúng ta là 10 lần. Thì cái kính mắt và kính vật này kết hợp với nhau thì cái độ phóng đại chúng ta nó sẽ được là 500 lần, 500 lần. Hoặc là đây, ở đây sẽ có cái độ phóng đại của kính này là 20 lần, kết hợp với độ phóng đại của kính mắt chúng ta là 10 lần. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái kính này thì cái hình ảnh của chúng ta nó sẽ được phóng đại lên 200 lần, hoặc cái ở giữa này là độ phóng đại 100 lần, và cái này là phóng đại là 50 lần nếu mà kết hợp cả kính mắt và kính vật. Đấy. Thì về cơ bản cấu tạo của kính hiển vi nó sẽ bao gồm như vậy. Và để thuận lợi trong cái quá trình quan sát tổng thể thì cái kính hiển vi này nó sẽ được nối trực tiếp với cái máy tính thông qua một cái cam. Hệ thống cam này chúng ta sẽ phải mua riêng so với cái hệ thống thấu kính này. Và nó sẽ tạo điều kiện chúng ta sẽ quan sát được cái tổ chức tế vi trực tiếp trên cái màn hình máy tính này mà không phải nhìn vào cái kính vật này. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành quan sát cái tổ chức mà tương ứng với hai cái mẫu thép mà chúng ta vừa tiến hành chuẩn bị mẫu. Đây, đây chính là cái hình ảnh bên trong của cái thỏi thép mà chúng ta vừa tiến hành chuẩn bị mẫu. Sau khi mà đưa lên kính hiển vi á, thì chúng ta sẽ quan sát thấy là hóa ra cái bề mặt của thằng này không phải là nó chỉ đơn thuần là một cái bề mặt phẳng. Đây, đây chính là cái mẫu mà chúng ta mang lên để quan sát cái tổ chức tivi. Nó không đơn thuần là một cái bề mặt phẳng nữa, mà trong cái tổ chức của nó bao gồm những cái pha màu trắng và màu đen xen kẽ này. Đấy, rất là hay đúng không? Tôi sẽ chỉnh cho cái hình này nó nét hơn chút. Đây, đây chính là cái hình ảnh bên trong của cái thỏi thép ở cái mức độ phóng đại là 10 mũ trừ 6 mét. Còn cái mức độ sâu hơn thì chúng ta sẽ quan sát được nhiều cái hay hơn, nhưng mà hiện tại cái thiết bị này chúng ta không thể quan sát được cái mức độ nanomet mà chỉ quan sát được cái mức độ micromet thôi. Đây là tôi đang để ở mức độ phóng đại là 100, và tôi chuyển lên mức độ phóng đại 200 xem hình thù có gì khác nhau. Đây. Ở mức độ phóng đại 200 thì nó gấp đôi 100, do vậy là cái kích thước của cái hình ảnh mà chúng ta quan sát được nó sẽ được phóng đại to hơn thôi. Nhưng mà về cơ bản nó vẫn bao gồm những cái pha màu trắng và màu đen xen kẽ nhau như này. Đây. Và ở đây là tỷ lệ màu đen và màu trắng là như nhau và tương ứng với cái loại thép mà hôm nay chúng ta quan sát là thép chứa 0,4% carbon. Còn đối với những cái loại thép khác thì cái tổ chức của chúng ta thu được nó sẽ khác. Thép và gang hoặc là nhôm đồng thì chúng ta đều làm được cái tổ chức như này, hay là cái hình ảnh quan sát bên trong nó như này, nhưng mà cái tổ chức thu được của chúng ta nó sẽ khác nhau tương ứng với từng loại vật liệu. Đấy. Đây là cái mẫu thép thứ nhất. Bây giờ chúng ta thử quay xem cái vị trí khác xem là nó có gì khác không. Để quay sang vị trí khác các ông chỉ có thể quay qua cái núm này hoặc cái núm khác. Bây giờ tôi chỉnh điều chỉnh vị trí khác. Đấy. Như tôi nói ban đầu thì tổ chức của cái thép mà chế tạo ra nó phải rất là đồng đều,
nó phải đồng đều, chứ không phải là cái vùng này tổ chức nó thế này, vùng khác nó tổ chức như khác được. Thì đây chúng ta có thể thì thấy là cái tổ chức của cái thỏi thép chúng ta thu được nó rất là đồng đều. Đấy. Kích thước của hạt rất là đồng đều, vùng này kích thước hạt này thì vùng khác nó cũng phải như vậy. Đấy.